Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn là cách nấu xôi mặn thơm ngon đơn giản tại nhà. Và để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là 600g nếp và 200g dừa nạo, hoặc là các bạn dùng ít hơn cũng được đó. Và trước khi ngâm nếp thì phần nếp này mình đi vo rửa cho thật sạch. Rồi nếp này thì mình đã vo rửa thật sạch rồi nè các bạn. Và 200g dừa nạo thì mình vắt ra hai loại nước cốt. Nước cốt đặc là mình vắt ra là 80ml, còn nước cốt dảo là 600ml. Thì phần nước cốt dảo này thì để chút nữa mình ngâm nếp, cho nên là các bạn vắt nhiều hơn cũng được đó. Còn nước cốt đặc nè các bạn, thì các bạn để trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì mình để bên ngoài nhiệt độ phòng không sao. Còn nếu như các bạn để lâu hơn thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngâm nếp, cho hết phần nếp vô thau cho nó hơi lớn để mình ngâm cho nó dễ. Cho vào đây là nửa muỗng canh muối, rồi đổ hết là 600ml nước cốt vào đây. Khi mình ngâm nếp mình cho muối vào như thế này nè các bạn, thì các bạn nước cốt mình ngâm thì nó không bị chua nè. Và khi mình ngâm xong thì mình không cần trộn muối vào nữa, mình trộn là nếp nó bị nát. Cho nên là lúc ngâm thì các bạn cho muối vào luôn. Và phần này thì mình để ngâm cho mình là khoảng 2 giờ hoặc là 4 giờ thôi ha. Ngâm lâu là phần nước cốt mình nó hôi, nó bị chua. Rồi sau khi nếp mình đã ngâm được 2 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra và không rửa lại, mình cho vô cái xửng hấp luôn. Rồi đổ vô cái xửng hấp thì các bạn đừng có lắc ha. Các bạn để cho nó xốp như đây nè. Nó mình phả cái ngọn sơ sơ thôi. Rồi mình đem đi hấp luôn các bạn. Lượng nước hấp xôi thì các bạn cho là một nửa cái xôi thôi. Mình đừng có cho cao quá. Cao quá là cái lượng nước nó trào lên đó nó làm nhão phần xôi. Rồi phần nếp này là mình ngâm chỉ có 2 giờ à. Cho nên là các bạn hấp cho mình là khoảng là 35 phút hoặc là 40 phút ha. Và trong thời gian hấp thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nguyên liệu tiếp theo. Mình dùng là 50g tôm khô, 2 cây xúc xích là 70g, 60g lạc xưởng, 1 muỗng canh hành phi, 2 tép tỏi, 2-3 muỗng canh hành lá và 2 muỗng canh nước tương. Cuối cùng là 1 muỗng cà phê đường cát và một ít xíu bột ngọt. Còn đường và bột ngọt thì nó chói quá các bạn, để mình ghi lên cho các bạn xem ha. Đường cát thì mình dùng là 1 muỗng cà phê nhỏ hoặc là nửa muỗng ăn canh thôi. Còn bột ngọt thì các bạn dùng một ít xíu thôi. Và như vậy là toàn bộ nguyên liệu đã xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi làm chín phần lạc xưởng này trước. Lạc xưởng thì trước khi chiên thì mình luộc trước nè. Mình luộc khoảng 5 phút cho nó chín rồi mình vớt ra và mình lăn sơ qua dầu nóng cho nó thơm lên. Các bạn thơm lên như vậy nè các bạn, rồi mình gấp nó ra ha. Và lúc này thì phần lạp xưởng nó còn nóng cho nên là mình để khi nào nó nguội thì mình cắt ha. Rồi vẫn giữ cái chảo dầu này luôn. Hai tép tỏi thì mình băm nhỏ nè, rồi mình cho vào đây. Phi tỏi cho vàng thơm lên. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho phần tôm khô vào. Phần tôm khô này thì mình đã rửa sạch rồi đó các bạn. Khi cho tôm khô vào thì mình đảo đều cho phần tôm khô này nó ngấm với phần tỏi phi đó, nó ngấm đều hết đó, thì mình cho một muỗng hành phi vào đây. Và một muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê đường cát và một ít xíu bột ngọt, mình cho vào đây hết luôn. Trộn đều phần này lên. Bây giờ mình tắt bếp tạm thời ha. Bây giờ mình sẽ đi cắt xúc xích và lạp xưởng. Lạp xưởng xúc xích mình cắt xong rồi thì mình cho vào đây hết. Một muỗng nước tương còn lại thì mình cho vào đây luôn. Bây giờ mình sẽ mở bếp lên nè và trộn đều. Rồi sau khi mình trộn đều xong rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Và bây giờ thì sau mình đã hấp được là khoảng 40 phút rồi đó. Bây giờ mình dở ra mình xem thử nè. Sau lúc này nó chín trong hết rồi đó các bạn. Nhưng mà lúc này thì xôi nó còn hơi khô nè. Mình để nguội là nó bị cứng đó. Thì phần này thì mình đổ ra mình trộn cho nó dễ. Mình để trong nồi thì mình khó trộn lắm các bạn. Và mình cho là 80ml nước cốt đậm đặc vào đây. Và cho hết phần lạp xưởng tôm khô mình vừa mới sấy đó, mình cho hết vào đây luôn. Rồi trộn đều lên. Trộn đều xong thì mình cho ngược lại trong cái xoong hấp nè. Mình đem lên mình hấp tiếp khoảng là 10 phút nữa ha. Cho cái phần nước cốt nó ngấm đều vô bên trong những hạt nếp. Là xôi của mình nó mềm nè, nó không có bị khô. Khi mà xôi nó nguội thì nó không có bị cứng. Và phần này thì mình hấp khoảng 10 phút thôi. Và mình hấp với mức lửa lớn. Để làm xanh hành lá thì bây giờ mình sẽ đun sôi khoảng là một muỗng canh dầu ăn lên. Dầu vừa nóng lên là mình cho vào trong phần hành này. Đó, làm như vậy nè. Thì hành nó được xanh tươi đó các bạn và nó thơm nữa. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ quay lại nồi xôi nè. Lúc này mình đã hấp được là 10 phút rồi đó. Và xôi lúc này thì nó hoàn toàn chín hẳn rồi. Nó không có bị nhão nè và nó cũng không có bị khô nữa các bạn. Đó, hành lá thì các bạn cho lên mặt thôi. Hoặc là khi mình múc ra đĩa hoặc là ra chén mình ăn đó, thì mình cho hành lá lên mặt. Nó vừa thơm mà nhìn nó cũng đẹp mắt nữa. Đó, nhìn hấp dẫn chưa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ múc ra dùng thôi. Những hạt nếp thì nó còn nguyên hạt.